Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay, ô tô 360 chúng tôi lại gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi, số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Everest. Chiếc xe này là ở cái phiên bản 2.5 Limited, máy dầu, số tự động quý vị bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, đăng ký năm 2012, đăng ký biển Hà Nội. Và chiếc xe này mới lăn bánh được 11 vạn km thôi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này còn rất là mới, rất là đẹp. Và chúng tôi cam kết là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 415 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2012 số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Everest phiên bản 2.5 Limited 2012 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi và đây là cái phần gầm của chiếc xe quý bạn nhé. Đây là cái phần gầm này, phần gầm rất là đẹp luôn quý bạn nhé, không có gì chứ cả. Ở chiếc xe gầm cao như thế này thì tôi cũng quay chi tiết, quay rõ hơn về cái phần gầm cho quý vị và các bạn cùng xem. Đấy, rất là đẹp. Bởi những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì quý bạn có thể yên tâm tuyệt đối về cái phần gầm. Đấy, là không có bị gì, cũng không có bị va chạm gì ở cái phần gầm này, cho nên là còn rất là đẹp, rất là mới quý bạn nhé. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, đẹp đẽ chiếc xe này đi rồi, cho nên là còn rất đẹp đây ạ. Đấy, tôi quay chi tiết luôn nhé, những cái ống bô này không có han, không có gì, tất cả giảm sóc cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Đấy, và còn rất là đẹp này, tất cả những cái gầm giảm sóc sắt xi, đấy, trục cầu các thứ đều rất là đẹp luôn quý bạn ạ, không có gì riết gì cả. Vì những chiếc xe chạy Hà Nội cho nên là gầm rất là đẹp luôn quý vị và các bạn nhé, rất là đẹp luôn và rất là mới luôn. Ở chiếc xe này là lốp treo lưng cho nên là cái phần gầm nó rất là thoáng, phần gầm ở đằng sau này rất là thoáng luôn quý bạn nhé. Đấy, và từ những cái phần ống bô đây, ống bô, ống xả các thứ đây đều chưa có gì tí nào quý bạn ạ, chưa có gì xét tí nào luôn quý bạn nhé. Đấy, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Từ những cái bậc cửa cũng bằng kim loại, rất là đẹp này. Và lốp thì quý bạn thấy đấy ạ, tất cả những cái lốp cũng còn rất là mới luôn quý bạn nhé. Tất cả những cái ốp này, những cái hốc lốp này, hốc lốp này, đến lốp này, sắt xi này đều rất là đẹp, rất là mới luôn quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe 2012 tính ra là sử dụng cũng đã được chục năm rồi quý bạn nhé. Chiếc xe này rất là đẹp đấy ạ, phiên bản Everest. Đấy, tất cả còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, lốp này còn rất dày. Đấy, lốp này thì chủ xe cũng đã thay rồi. Đấy, chủ xe thay cái đôi lốp này là 2021 mà còn rất là dày này quý bạn này, rất là mới luôn quý bạn nhé. Đấy là cái hốc lốp này. Lốp này là cả già, đôi lốp này là chủ xe thay từ 2021, đôi lốp trước là 21, đôi lốp sau là 2019 quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Đấy, đây là cái đôi lốp sau này. Đôi lốp sau của chiếc xe. Đấy, đôi lốp sau này là chủ xe thay từ năm 2019. Đấy, 19 đến bây giờ tính ra là đã sử dụng được 4 năm rồi mà còn dày như này quý bạn ạ. Đấy, phải nói là đi ít thì là chiếc xe này nó mới lốp nó mới còn được như này đấy các bạn nhé. Từ 2000 rất là mới luôn các bạn nhé. Tất cả những cái nước sơn cũng còn rất là đẹp. Đấy, đây là cái phần đầu của chiếc xe các bạn nhé. Phần đầu từ những cái cụm đèn pha rất là mới này. Đấy, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt, đèn gầm các thứ còn nguyên bản và rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy,
cụm đèn pha rất là mới luôn quý bạn nhé, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này. Cụm đèn gầm này đấy, rất là đẹp luôn. Nhìn về phần đầu, nhìn về tổng thể về cái phần đầu của chiếc xe này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì quý bạn nhé. Gương chiếu hậu đây ạ, ốp chrome và tích hợp xi nhan trên gương. Mang cá rất là đẹp luôn các bạn nhé, chưa có bị xước sát hay chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Và đây là cái phần phía sau đây là cụm đèn hậu đây các bạn nhé. Cụm đèn hậu của chiếc xe đấy, cũng còn nguyên bản, chưa có bị xước sát gì cả quý bạn nhé. Cụm đèn hậu nguyên bản này, lốp sơ cua này đấy, đây là cái cụm đèn hậu của chiếc xe, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu, còn rất là đẹp đấy ạ. Phiên bản Everest Limited các bạn nhé, số tự động và phiên bản Limited là đầy đủ đồ rồi đấy ạ. Xe cũng đã được chủ xe lắp thêm đầu màn hình camera lùi. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Nhìn tổng thể bên ngoài của chiếc xe đều rất là ok các bạn ạ, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là về cái phần option bên trong của chiếc xe. Đầu tiên là đây là cái keo chỉ cánh cửa phía trước bên lái quý bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa chúng tôi cũng cam kết là còn nguyên bản, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả. Đây là còn nguyên bản này. Keo chỉ táp bi cánh cửa phía trước bên lái đây ạ. Ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, toàn bộ vô lăng. Đấy, vô lăng này, nội thất da. Thưa với quý vị và các bạn, ở cái nội thất da này thì chủ xe cũng đã thay lên bộ ghế da rồi các bạn nhé. Chủ xe thích cái màu xanh navy cho nên là chủ xe cũng đã thay lên một cái bộ ghế da cho chiếc xe này rồi. Ghế da này là ghế da màu xanh navy quý bạn nhé. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này còn nguyên bản luôn. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết luôn quý bạn ạ. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ bên lái quý bạn nhé. Cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem đây ạ. Keo chỉ cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết luôn. Đấy, táp bi cánh cửa này, táp bi rất mới, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Toàn bộ từ những cái ốc bản lề cánh cửa này cũng còn nguyên bản hết luôn. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và rất là đẹp quý bạn ạ. Toàn bộ nội thất ở cái phía sau này là đều rất là đẹp luôn ạ. Đấy, bộ ghế da rất là đẹp, bộ ghế da xịn nhá. Và chiếc xe này cũng đã được lót sàn da rồi. Lót sàn da rồi này. Đấy, đã được lót sàn da. Nội thất rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị và các bạn ạ. Một chiếc xe 7 chỗ ngồi rất là rộng rãi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để xem về cái phần option bên trong. Đấy, ở cái chiếc xe này, chiếc đầu CD này, đầu nguyên bản nhé, tôi xin lỗi quý vị các bạn, chiếc đầu CD nguyên bản này, vô lăng cần số này, và đây là cái đồng hồ công tơ mét của chiếc xe mới lăn bánh được hơn 11 vạn km thôi quý bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2012, một chủ từ đầu và đã lăn bánh được hơn 11 vạn km rồi. Đấy, cần số này, hộp số tự động quý vị và các bạn nhé. Đây là cái hộp số tự động này. Toàn bộ về cái phần tablo đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Tablo của chiếc xe đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, những cái phần nhựa này, phần trần. Đấy, trần thì cũng đã được là sàn da, trần da rồi các bạn nhé. Và điều hòa, dàn điều hòa trên trần. Đấy, rất là mới luôn. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau, cánh cửa hậu hay còn gọi là cốp sau đấy. Tất cả ở cái phần cốp sau này cũng còn rất là mới này. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn quý vị bạn nhé. Keo chỉ của cái cốp sau này còn nguyên bản hết luôn này. Keo chỉ cốp sau nguyên bản này. Ốc bản lề cốp sau. Đấy, ốc bản lề cốp sau này còn nguyên hết luôn. Táp bi rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Nội thất màu kem rất là đẹp này.
tất cả ở cái khoang cốp sau này còn nguyên bản và rất là đẹp luôn nhé, đẹp từ những cái phần nhựa này cho đến những cái phần trần, phần ghế da. Đó. Ốc bản lề đấy, ốc bản lề cánh cửa này, ốc bản lề cánh cửa cốp sau rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, ở cái khoang hành lý đằng sau này rất là rộng, nếu như chúng ta gập cái hàng ghế thứ ba này lên. Đấy, khi dựng cái hàng ghế thứ ba này lên thì là cái được cái khoang hành lý để rất là rộng quý vị các bạn ạ. Đấy, toàn bộ về trần này, đây là cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi thứ ba cũng được thiết kế ở trên trần quý vị các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem ở cái cánh cửa phía sau bên phụ này. Táp bi cánh cửa đây ạ, còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa phía sau này còn nguyên bản này. Keo chỉ cánh cửa phía sau còn nguyên bản này. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn ạ. Nội thất phía sau cũng còn rất là đẹp, đẹp từ những cái phần nỉ trần, à cái phần da trần, da bọc trần thì chủ xe cũng đã bọc cái da sàn 3D rồi, à cái da 3D trên trần, tức là gọi là trần 3D các bạn nhé. Và nội thất ghế da phía sau đây ạ, đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau được for thiết kế ở trên trần cho chiếc Everest 2012 này. Đấy, tất cả ở cái nội thất phía sau này đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé, đẹp. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Cánh cửa phía trước bên phụ đây ạ. Tất cả những cái phần keo chỉ trên cánh cửa này cũng là còn nguyên bản hết luôn quý vị các bạn nhé. Keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản hết này, chưa có mất một phần keo chỉ nào cả quý bạn ạ. Đấy, đến ốc bản lề cánh cửa đây ạ. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết luôn. Đấy. Táp bi cánh cửa này còn rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Nội thất rất là đẹp luôn các bạn ạ. Nội thất nguyên bản của xe là cái màu kem, đã được bác chủ xe thiết kế cái bộ ghế da màu xanh navy. Đấy. Rất là mới, rất là đẹp luôn nhá quý bạn ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản đấy ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, ngoài cái việc là chủ xe đã lắp thêm cái bộ ghế da và cái trải sàn trần 3D quý bạn nhé. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Ốc bản lề cánh cửa phía sau đây ạ, còn nguyên bản này. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp luôn quý vị các bạn nhé. Đấy, táp lô, tất cả từ táp lô đến táp bi đều rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Đấy, tất cả còn rất đẹp, rất là mới luôn. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần gầm của chiếc xe. Sau đây là tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn cho quý vị và các bạn xem về cái phần ốc cabo và phần keo chỉ cabo còn nguyên bản và còn rất là đẹp đây quý bạn nhé. Ốc cabo và phần keo chỉ cabo còn nguyên bản hết luôn. Đấy, ốc cabo nguyên bản này. Và cái phần động cơ cũng còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, với cái động cơ này thì chúng tôi cũng vừa với bảo dưỡng hết rồi các bạn nhé. Từ thay dầu bảo dưỡng hết cho nên là nó còn rất là đẹp, tất cả là còn nguyên bản ạ. Ở trong cái khoang động cơ này là ốc ấy còn nguyên bản hết. Đấy, và cái động cơ này chúng tôi cũng đã bảo dưỡng lại rồi, cho nên là quý vị các bạn nào mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc có đổ dầu vào và chạy thôi các bạn nhé. Rất là mới, rất là đẹp. Một chiếc xe Ford Everest 2012 tính ra là sau 10 năm sử dụng rồi.
Đấy, với hơn 11 vạn km và cái động cơ của Ford thì các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Rất là bền bỉ, rất là tiết kiệm nhiên liệu đấy và rất là đẹp đấy ạ. Cái động cơ này chúng tôi cam kết là chưa có làm lại đâu nhá, động cơ nguyên bản ạ, chỉ có bảo dưỡng thôi. Chỉ có mới bảo dưỡng thì tháo những cái phần ở phần trên này ra để bảo dưỡng thôi quý bạn nhá, chứ là còn loại nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp như này đây quý bạn nhá. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi. Đấy, rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Từ những cái tấm nỉ chống nóng cabo cũng còn nguyên và còn rất là đẹp đấy ạ. Đấy, keo chỉ cabo rồi thì tất cả những cái phần đầu này là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhá. Không có bị ngập nước, không có bị tai nạn, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp. Chúng tôi có thể cam kết cho quý vị và các bạn khi quý bạn mua chiếc xe này ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái phần ngoại thất cũng như là về cái phần nội thất và phần gầm, phần động cơ của chiếc xe Ford Everest 2012 số tự động máy dầu này rồi ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 415 triệu đồng quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2012 số tự động máy dầu biển Hà Nội, một chủ từ đầu này, thì hãy liên hệ nghe theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.